Và bây giờ Thiểu Hiền xin được phép công bố số điểm của tất cả 5 cặp đầu thí sinh trong buổi tối ngày hôm nay. Võ Tất Phát, Akira Fan, tổng số điểm là 48,85. Hoàng Hải và Miko Lan Trinh, tổng số điểm là 49,10. Dương Thanh Vàng và Phương Lan, tổng số điểm là 48,60. Tâm Anh, Mai Phương, tổng số điểm là 47,90 điểm. Vị trí nhất tuần, tổng số điểm là 49,80. Xin được chúc mừng Sơn Ca Bảo Châu. Sơn Ca Bảo Châu rất xứng đáng, và họ chính là một trong những đối thủ đáng gần trong chương trình Cặp Đôi Hài Hước mùa 2 này. Như những gì Hứa Hiền đã nói ngay từ đầu chương trình, đêm nay là đêm thi cuối của vòng 1. Nếu như cặp đôi nào có tổng số điểm thấp nhất trong suốt cả 5 đêm thi của vòng 1 sẽ phải tạm nói lời chia tay với chương trình, và chúng ta sẽ cùng gặp lại họ ở ngay vòng thi lộ ngược dòng. Được phép công bố số điểm của cả 5 đêm thi tại vòng 1. Ở vị trí thứ nhất với tổng số điểm là 245,9, xin được chúc mừng cặp đôi Võ Tất Phát và Akira Fan. Ở vị trí thứ hai, tổng số điểm là 244,4, thuộc về cặp đôi Bảo Chu Sơn Ca. Ở vị trí thứ ba, tổng số điểm là 243,3, thuộc về cặp đôi Hoàng Hải và Miko Lan Trinh. Ở vị trí thứ tư, tổng số điểm là 240,6. Ở vị trí thứ năm là 238,5 điểm. Và chúng ta phải tạm chia tay với cặp đôi Tâm Anh và Mai Phương. Và anh Hữu Hiền cũng giống như là quý vị khán giả và tất cả các anh chị giám khảo, tin chắc rằng với thời gian chuẩn bị tốt hơn, các em sẽ khẳng định được mình ở trong những ngày sắp tới của chương trình Cặp Đôi Hài Hước. Kính thưa quý vị các bạn, những câu chuyện tiếp theo của những tuần tới của chương trình Cặp Đôi Hài Hước nó sẽ thú vị và hào hứng như thế nào? Quý vị hãy đón xem vào khung giờ lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với Z Studio thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ, chương trình Cặp Đôi Hài Hước thân ái xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.